Chào thầy và tất cả các bạn, em tên là Trương Công Hạo, mã số sinh viên 18146111. Hôm nay em xin trình bày bài tập số 3 là thiết kế một mạch giao tiếp vi điều khiển PIC16F887 với 16 leader và viết chương trình chạy 16 con led này theo 10 kiểu khác nhau. Về yêu cầu của thầy thì có vẽ mạch nguyên lý, viết code, giải thích và mô phỏng. Đầu tiên về mạch nguyên lý, chúng ta sẽ sử dụng phần mềm Robotics lấy linh kiện ở trong PIC device. Ở đây em đã lấy sẵn những linh kiện cần cho cái mạch nguyên lý lần này. Đầu tiên chúng ta sẽ cần bút nút nhấn để thiết kế cái mạch reset, sau đó là tụ thạch ăn led một con bit 16F887 và điện trở. Đầu tiên chúng ta sẽ lấy bit 16F887 ra mắt chân reset. Chân reset mắc ở chân số 1, mắc tên clear. Sau đó chúng ta sẽ mắc tới hạt ăn. Anh mắc vào chân số 13-14 OSC1 và OSC2. Sau đó chúng ta sẽ mắc đến ngõ ra của 16 con led. Để kết nối với led, chúng ta sẽ sử dụng port C và port D. Đầu tiên chúng ta sẽ nối dây ra đây. Tiếp theo, những lần tiếp theo chúng ta chỉ cần nhấn đúp.
Sau đó chúng ta sẽ nhấn phím A. Chúng ta sẽ gõ lại là net rc thăng. Thăng này là nó chạy giá trị cho từ 0 trở lên. Sau đó tới RD. Ở dưới chúng ta cũng làm tương tự như vậy. Sau đó chúng ta sẽ chỉnh con pick này lại. Hạch anh dùng 20m. Như vậy là ta đã xong một mạch nguyên lý. Tiếp theo tới phần viết code. Đầu tiên chúng ta sẽ khai báo thư viện của con pick 16F887. Sau đó là hạch anh và tần số sử dụng hạch anh. Có các biến 0 dấu 8 bit và các biến 0 dấu 16 bit. Và đây là chương trình con dùng để gắn y right 8 bit vào y 16 bit. Sau đó chúng ta gắn tiếp y left 8 bit vào 8 bit còn lại của y 16 bit. Sau đó chúng ta xuất ngõ ra của cổng C và cổng D. Trong phần chương trình thì ban đầu chúng ta sẽ cài đặt giá trị ban đầu của cổng C và cổng D đều là 0. Bài đầu tiên đó là đèn sáng tắt 5 lần. Ban đầu chúng ta sẽ khai báo y nó sẽ là bằng 0 XFFFF. Sau đó chúng ta sẽ cho nó chạy từ 0 cho tới 10. Mỗi lần chạy như vậy chúng ta sẽ hiển thị nó và đảo trạng thái của y ban đầu. Và thứ hai đó là led sáng xen kẽ từng cặp. Nhưng ban đầu chúng ta sẽ khai báo y nó sẽ bằng 0 XAAA tương ứng với 10101010. Đèn sẽ chớp tắt liên tục. Chúng ta sẽ chạy cho nó 5 lần. Sau đó sau khi hiển thị led sáng nó sẽ đảo trạng thái, sẽ hiển thị bài số 3 là 8 led sáng bên phải, sau đó tắt và 8 led bên trái sáng. Thì ban đầu chúng ta sẽ khai báo là y bằng 0x00FF. Sau đó chúng ta vẫn cho nó vào dòng lọc for, chúng ta cho nó chạy từ 0 cho tới 10, sáng như sáng tắt như vậy mỗi lần, mỗi chu kỳ là 5 lần. Sau khi hiển thị led sáng thì nó sẽ bị delay khoảng 300 mili giây và nó sẽ bị đảo trạng thái so với y ban đầu. Bài số 4 là dịch sang trái, sau đó dịch sang phải. Thì ban đầu chúng ta sẽ khai báo là y bằng 0x0001, cho chạy từ 0 cho tới 16, và gán y sẽ bằng y dịch trái, nó sẽ dịch 1 qua bên trái trong mỗi vòng lặp và delay trong 300 mili giây. Sau đó nó sẽ dịch sang phải. Ban đầu chúng ta sẽ khai báo là y bằng 0x8000 tương ứng với 100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 
chụp sang phải mà điều sang phải và hiển thị với thời gian delay là 300 mili giây. Và số 5 là sáng tắt từ trái sang phải và tắt dần. Thì đầu tiên chúng ta sẽ khai báo là y bằng 0 x 0000 vòng lặp for y chạy từ 0 cho tới 16. Ban đầu chúng ta sẽ cho y dịch sang phải một đơn vị và cộng với 0x8000. Sau đó hiển thị led và delay trong 300 mili giây. Để tắt dần từ trái sang phải, chúng ta sẽ chạy tiếp một vòng lặp từ y bằng 0 cho tới y bằng 16. Sau đó chúng ta sẽ gán y bằng y dịch sang phải một đơn vị thì nó sẽ dịch sang trái một đơn vị nó sẽ tắt và hiển thị led tắt với thời gian delay là 300 mili giây. Bài số 6 là sáng từ phải sang trái và tắt dần, thì nó cũng giống như bài số 5 nhưng nó sẽ làm ngược lại. Ban đầu chúng ta sẽ gán y bằng 0x0000, chúng ta chạy vòng lặp từ 0 cho tới 16, chúng ta sẽ dịch trái một đơn vị và chúng ta chỉ cần cộng cho một hiển thị led và delay trong khoảng 300 mili giây. Tắt dần từ phải sang trái thì đầu tiên chúng ta sẽ chạy từ 0 cho tới 16 cho vòng lặp
y chạy từ 0 cho tới 16 và gán y bằng y dịch sang trái một đơn vị và hiển thị led delay trong 300 mili giây. Và số 7 là sáng dần từ trong ra ngoài và tắt dần từ trong ra ngoài. Để sáng dần từ trong ra ngoài, chúng ta phải gán nó y right right bằng y left left bằng y bằng 0 x 0000. Chúng ta chạy vòng lặp từ 0 cho tới 8. Ban đầu chúng ta sẽ gán y right right nó sẽ bằng y right right dịch phải cộng cho 0 x 0080, tại vì chính giữa bên này nó sẽ sáng, sẽ có một bóng đèn sáng. Và tiếp theo là y left, chúng ta sẽ dịch trái y left một đơn vị và cộng vào đó là 0 x 0100, sẽ có một đèn này sáng. Sau đó chúng ta sẽ gán nó lại bằng một hàm, hoặc là y sẽ gán y bằng y left left hoặc y right right, sau đó hiển thị led và delay trong 300 mili giây. Tắt dần từ trong ra ngoài thì chúng ta chỉ cần dịch y right right từ phải sang trái và dịch y left left từ trái sang phải, sau đó chúng ta vẫn gán y bằng y left left hoặc y rr. Bài số 8 là sáng từ ngoài vào trong và tắt dần từ ngoài vào trong. Sáng từ ngoài vào trong chúng ta chỉ cần làm ngược lại so với sáng từ trong ra ngoài. Chúng ta sẽ cho vòng lặp chạy từ 0 cho tới 8. Y right right chúng ta sẽ gán bằng y right right dịch sang phải một đơn vị và cộng cho 0 x 8000. Y left left chúng ta sẽ gán bằng y left left dịch sang trái một đơn vị và cộng cho 0 x 0001. Sau đó chúng ta gán y bằng y left left hoặc y right right hiển thị và delay nó trong 300 mili giây. Tắt từ ngoài vào trong thì chúng ta sẽ chỉ cần dịch chuyển y right right vào sang trái một đơn vị và dịch chuyển y left left sang phải một đơn vị, gán y bằng y left left hoặc y right right hiển thị và delay. Bài số 9 là chạy dồn từ trái sang phải. Đầu tiên chúng ta sẽ khai báo một tiếng s, ban đầu là s bằng 0 x 0000. Chúng ta sẽ cho nó chạy vòng lặp từ 16 về 0 cho gần bằng 0. Đầu tiên biến r sẽ nhận giá trị là 0 x 0001, sau đó nó chạy sao cho biến y này bé hơn biến z thì nó sẽ nhận giá trị là y bằng biến s ban đầu cộng cho biến r. R chạy từ trái sang phải nên nó sẽ ban đầu vòng lặp đầu tiên nó sẽ nhận giá trị là 1000000000000, thì con led bên trái nó sẽ sáng trước, nó chạy từ bên phải qua bên trái, nó nhận dữ liệu từ bên trái và nó sẽ lưu vào cái biến y. Bài số 10 chạy dồn từ phải sang trái, nó cũng ngược lại từ bên trái qua bên phải và nhận giá trị cuối cùng được lưu vào S. Và đây là phần code, sau đó chúng ta sẽ cầm like. Và qua đây chúng ta sẽ load dữ liệu từ file. Và chúng ta run. Chấp tắt 5 lần. Chấp tắt xen kẽ 5 lần. Chấp tắt mỗi bên 8 led 5 lần. Dịch từ phải sang trái và dịch từ trái sang phải. Chạy từ trái sang phải và tắt dần từ trái sang phải. Chạy từ phải sang trái và tắt dần từ phải sang trái. Sáng từ trong ra ngoài và tắt dần từ trong ra ngoài. Sáng từ ngoài vào trong và tắt dần từ ngoài vào trong. Chạy dồn từ phải sang trái chạy dòng từ trái sang phải. Xong.